Alo alo à, và nay trong phiên dịch ngày hôm nay anh chị có thể thấy là nói tóm gọn là một phiên hồi phục rất là tốt anh chị ha. Và trong cái video tối qua em có đề cập, và đây video tối qua thì em có chia sẻ về cách đánh của các đội ở thời điểm hiện tại là tương đối hơi khó chịu đúng không ạ? Là cứ một phiên tích cực hưng phấn tạo tâm lý tốt tốt một tí là ngay lập tức ngày mai nó xuất hiện một cái phiên mở gap up điều chỉnh, rồi tiếp đến là lại mở một cái gap down, nó hồi phục mạnh mẽ lên, nó cứ như thế. Anh chị hình dung nó giống như giai đoạn này nè, cái giai đoạn này em chỉ mũi tên nè anh chị ha. Trên đồ thị nó là ở đây nè. Đó. Hưng vấn nè, gap up nè, chỉnh, gap down hồi, up chỉnh down hồi, hưng vấn nè, up chỉnh down hồi lên. Cứ liên tục như vậy ha. Rất là khó chịu, khiến cho cái tâm lý của anh chị nhà đầu tư mình á, bị lung lay và bị xao động rất là nhiều. Lo lắng rất là nhiều. Ha. Và như anh chị nhìn kỹ về cái volume khối lượng thanh khoản vào phiên ngày hôm nay á, so với một cái biên độ tăng và hồi phục rất là lớn trong phiên ngày hôm nay đâu đó khoảng tầm 13 điểm, nhưng mà volume nó lại bé hơn so với lại những phiên trước đấy. Tại vì sao? Tại vì nhìn chung buổi sáng á, họ mở một cái gap down, họ có hồi trong phiên, nhưng mà cả một cái phiên sáng á, cái lực hồi nó rất là yếu và rất là chán nản. Tại vì nó không, bản chất nó không có đủ để nó bù lại cái phần điều chỉnh cho phiên trước đó. Ha, anh chị có thể hình dung là nó đạp như thế này xong sáng mai nó mở dưới này nữa, lỗ một miếng xuống đây lỗ thêm một miếng nữa đúng không? Nó hồi lên nó lắp được cái gáp thì nó cũng chỉ bằng cái giá đóng cửa ngày hôm qua thôi. Nó đâu có bù được cái phần điều chỉnh, nguyên cái phần điều chỉnh của phiên trước đâu. Đúng không? Thành ra khi mà nó lưng chừng như vậy á, nó tạo ra cái sự chán nản cho thị trường. Cái volume nó không có vào, nó không có tăng. Và cái quyết định mua bán của anh chị nhà đầu tư mình cũng rất là khó. Ví dụ như bán là bán mà tự nhiên hôm qua không bán, hôm nay bán nó dở. Đúng không? Còn mua thì mới hồi lên có một phiên mà hồi yếu như vậy, nó cũng không có đủ cấu thành điểm mua. Nó mới hồi phục có một phiên à, nó không có đủ. Đấy, thành ra là mua cũng khó mà bán cũng khó, dẫn đến là thanh khoản vừa đi nó rất là lèo tèo vào phiên sáng đấy. Và trước khi kết thúc phiên sáng thì em có view qua cho các anh chị trong room khách hàng VIP nè, khoảng 10 giờ 45 sáng nè, dòng băng với cái vol bé ở buổi sáng như thế này á, thì chiều nếu mà không kéo chứng tỏ là các đội họ muốn tích lũy lại dòng băng và dòng tiền nó sẽ chuyển qua những dòng khác đúng không? Em nhận định trước nó là như vậy, nhưng mà vô phiên chiều em thấy bắt đầu là gì, dòng tiền nó hút lên và nó hồi phục tương đối tốt. À, và tới giữa phiên chiều và cuối phiên chiều thì nó lại hồi phục mạnh mẽ hơn nữa. Thành ra là gì? Em nói là tiếp tục quan sát và nắm giữ tiếp. Nếu mà nó hồi phục tốt như vậy là đúng. Ok, ngon lành. Anh chị ha. Và anh chị nhìn kỹ thêm một vấn đề nữa là thật ra là trong phiên ngày hôm nay có một số những cái mã thật sự là nó được dòng tiền lớn tham gia và nó đánh thiệt. Và những mã này là chính là những mã dẫn dắt cả thị trường nó hồi phục theo. Nhưng mà tất cả những mã khác nó chỉ là yếu tố ăn theo thôi. Nó hồi phục chung với VN hoặc là gọi là hồi kỹ thuật đó. À, vô nó rất là bé ha. Vì nhìn chung á, là khi khi mà thị trường nó hồi những cái con kia quá mạnh, anh chị mình thí dụ như anh chị một là anh chị mua đua giá vào những con đấy, hoặc là anh chị đua không kịp á, thì anh chị mình sẽ FOMO qua những dòng lân cận. À, ví dụ như Techcombank, STB anh chị mua không được, anh chị mua qua MBB, CTG, ACB gì đấy, à, khiến cho những cái con đấy nó hồi phục theo. Nhưng mà cái volume nó không có những sự gia tăng, chứng tỏ là gì? Đội họ không có thật sự hôm nay, đội họ không có đánh mấy con đấy ha, mà là chỉ là anh chị nhà đầu tư mình FOMO theo thị trường thôi. Còn những con như là STB và Techcombank á, cái vol nó vào hôm nay rất là lớn, có nghĩa là thật sự dòng tiền lớn ngày hôm nay họ đánh hai con này, thì volume nó phải to như vậy. Anh chị lưu ý vấn đề này ha. Đấy, thành ra là với giai đoạn hiện tại và nay mình cứ lên chỉnh như thế này thì nhìn chung là vẫn là xu hướng tăng thôi, vẫn tích cực. Cái quan trọng là anh chị mình phải nhìn được cái dòng tiền ha, và chúng ta view qua coi là từng cái dòng cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay để có góc nhìn nó khách quan nhất ha, để coi những cái biến động ngày hôm nay nó ảnh hưởng như thế nào anh chị ha. Dạ rồi, thì đầu tiên là dòng ngân hàng nè, dòng ngân hàng ACB nè. ACB anh chị thấy không, hồi biên độ thì hồi tốt đó, nhưng mà cái volume thì nó lại bé ha. Đây là hiệu ứng nè, nó chỉ hồi theo hiệu ứng của thị trường thôi, chứ nó không thật sự là nó hồi mạnh. Và dòng tiền lớn hôm nay họ chỉ là gì, họ canh, họ neo giữ lại thôi, chứ thật ra họ cũng không có đánh vượt. Nhìn chung em có chia sẻ video ngày hôm qua đúng không? ACB thì nhìn chung nó rủ cây này là nó chỉ đẩy nhanh quá trình chốt lãi thôi. Nếu mà ACB lình xình trên đây vài phiên là nó sẽ đánh tiếp. Ha, thì hôm nay đóng cửa được giá 36.15 là bằng cái giá hôm qua em hạ đó, em hạ bớt. Nhìn chung nếu mà nó lình xình ở đây vài phiên nữa, vô nó cạn mà nó thật sự đẹp á, thì em sẽ mua gia tăng thêm một đợt lại nữa. Đúng không? Tại vì sao? Khi mình gia tăng chắc chắn nó phải chạy. Để giảm bớt cái rủi ro là gì? Khi mình mua nó không có chạy liền. Đó, đó là những cái cách mua gia tăng nó hiệu quả nhất trên thị trường. Nó tích lũy đây vài phiên nó sẽ chạy tiếp, lúc nào cũng vậy cả. Khi một con cổ phiếu mà nó lên nó tích lũy lại nó sẽ chạy, giống như con Liên Việt á, anh nhớ con Liên Việt giai đoạn trước không, nó cứ up lên, nó tích lũy up lên tiếp đó, cứ như thế ha. Thì ACB nó cũng vậy thôi, lên cái
tích lũy lên, tích lũy lên, tích lũy. À, thì những con như thế này nó lên nó sẽ tương đối bền. À, vậy à? Đấy. Đáng lẽ nếu mà hôm nay mà họ rủ về nền luôn á thì nó sẽ mất thời gian, nhưng mà nếu nó hồi như thế này thì nhìn chung là nó lình xình đi vài phiên nó sẽ chạy tiếp. Tại vì sao? Hôm nay thật sự là thị trường nó hồi mạnh hơn so với dự kiến. Anh chị ha, đấy, đó chính là cái sự khó chịu của các đội khi mà họ đánh trong giai đoạn hiện tại. Anh chị ha, đấy, nhìn chung ACB thì nắm giữ bình thường, còn một phần hai anh chị cứ nắm bình thường. Đối với anh chị đông khách hàng em, hoặc là anh chị nào trên thị trường anh chị mình cứ cầm bình thường ha. Đấy, nếu mà vài phiên nữa nó đẹp thì có thể mua gia tăng trước khi nó chạy. Nó là những cái cơ cấu nó hợp lý nhất đối với ACB. Ha, và đương nhiên là phù hợp cho việc mua gia tăng, không có mua mới nha. Ha, tại vì sao? Tại vì thứ nhất là gì? Em nói là tích lũy đẹp thì mua thêm đúng không? Nhưng mà chưa chắc đâu. Nếu mà kéo luôn thì sao? Thì thôi, không mua thêm được. Tại sao? Không đủ T cộng. Không đủ T cộng thì chỉ phù hợp cho việc cầm nắm và chốt lãi thôi. À, chứ không có phù hợp cho việc mua thêm. Đấy. Đó là những cái kịch bản mình view trước, nếu nó đạt thì mình sẽ thực thi, còn nếu không thì mình cầm nắm. Vậy ha, lưu ý vấn đề này. Có gì trong phiên thì mình sẽ báo thêm. Để rồi ACB. Tiếp theo là MBB. Nó giống ACB thôi. Ha, cũng phù hợp cho việc cầm nắm. Cũng không có phù hợp cho việc mua. Với lại cái cây biên độ này này nè, nó đánh cao so với lại cái vùng nền này quá rồi, cho nên mua giờ thì hơi trễ. ACB tính ra nó chưa có tăng nhiều, nó có yếu tố retest lại đây thì khả năng là mình còn cơ hội mình gia tăng. Tại vì nó tăng, nó bức đỉnh chưa có cao, nhưng mà MB nó đánh thốc lên như thế này rồi á, thì khả năng là gì? Lên tới đây thì phù hợp cho anh chị mình nắm giữ thôi, chứ cũng không có mua được đâu. Tại vì nó khá là xa so với hỗ trợ. Ha, lưu ý vấn đề này. Anh chị có thì cầm nắm nha, mua thêm thì không. Đấy, nhớ chặn lại nha. Được rồi. Tiếp theo là BID. Anh chị thấy không? BID là hôm qua là do yếu tố thị trường rồi đạp trụ này kia bên phái sinh đúng không? Thành ra hôm nay họ trả điểm lại tương đối tốt. Volume khá là bé nè. À, cho thấy là gì? Hôm qua họ tận dụng cái nhịp họ đạp phái sinh là rất nhiều anh chị mình ở trên đây đã bán ra theo cái luồng bán xuống rồi. Và độ hấp thụ lại rất là tốt. Họ giữ trên cái gáp là anh chị biết rồi nè, họ giữ đỡ cái gáp này là biết cái đỡ gáp này họ đỡ rất là nhiều, họ đang hấp thụ lại cái lượng hàng ở trên này. Ha, cứ liên tục như vậy vài phiên nữa con này nó thật sự nó sẽ vào một cái cây tiền thứ hai nữa. Cây tiền này nó sẽ cao hơn những cây tiền khác. Lúc đấy nó sẽ vào sóng. Ha, những con như thế này là nó đang đánh theo kiểu là nó xây nền tích lũy đi lên dần. Những con như thế này khi nó tăng rất là bền. Anh chị ha, đấy nó là như thế. Lưu ý con này ha. Thì anh chị mình cứ tiếp tục cầm nắm nắm giữ. Điểm gia tăng thì khi nào ok sẽ báo. Rồi, tiếp theo CTG. Đấy CTG nè, hôm nay lắp lại cái gáp này nữa là test cái gáp này thêm một lần nữa. Bắt đầu nó ok, bắt đầu kéo nè. À, những con như thế này là những con rất là đẹp nè. Đó, đây là thành công rồi ha. Một phiên, hai phiên, ba phiên thành công. Hồi lên, rất là tốt. Nhưng mà do là gì? Cái độ hồi nó quá nhanh. Cho nên là gì? Nếu mà nó hồi mà đóng cao nhất như thế này rồi, volume hôm nay là cũng tốt nè. Volume này không phải là volume anh chị mình FOMO đâu. Đội họ cũng có đánh lên. Thành ra là những con như thế này nó cũng chỉ phù hợp cho việc cầm nắm và nắm giữ. Chờ nó kéo lên tiếp thì chốt thôi. Ha, mua bây giờ thì nó không có đủ T cộng cho anh chị mình đâu. Anh chị ha. Thì đây là cái cơ hội cho anh chị nào chưa chốt được một bữa thì giờ kéo lên tiếp chốt tiếp thôi. Chứ cũng không có phù hợp cho việc mua ha. Lưu ý vấn đề này. Rồi, tiếp theo là HD băng. Đó, HD băng hồi phục nè. Ha, nhưng mà hồi phục hơi yếu đúng không? Hồi phục hơi yếu. Thì khả năng là gì? Con này nó phải tích lũy vài phiên nữa. Tại sao nó đóng không có được cao lên kháng cự luôn. Những cái con mà đóng cao lên kháng cự khả năng ngày mai nó mới chạy tiếp. Nè, đóng cao như thế này là khả năng mai nó chạy luôn. ACB là mai nó chạy luôn. Ha. CDG nè, mai nó sẽ chạy tiếp. Còn nó đóng mà hơi xa kháng cự như thế này, khả năng nó phải tích lũy lại đây 1 đến 2 phiên thì nó mới nổ tiếp. Lưu ý ha. Rồi, tiếp theo là SHB nè. À, nó cũng hơi khó nói ha. Khó nói, vẫn khó nói thôi. ETB hôm nay mạnh đúng không? À, nhìn chung là gì, ETB em cũng đã mua những cái vùng đâu đó khoảng tầm 24.2. Đây, cây này nè. Hôm nay là hàng T cộng 3 về của em luôn á. T0, T1, T2, T3. Hôm nay hàng của room khách hàng em mới về luôn. À, thì em có báo với anh chị trong khách hàng nè. STB đâu rồi, buổi sáng nè. Đây, khi STB vượt được 25.5 thì cả nhà cứ chủ động chốt một phần ha, chủ động. Đấy, khi mà vượt 25.5 là vượt cái vùng này nè, là chốt một ít, phần còn lại cứ cầm bình thường ha. Tại vì sao? Cái lực tiền cuối phiên con STB này nó vào kinh khủng quá. Nó vào vượt so với dự đoán của em luôn ha, đánh chân luôn, đúng là cái dòng siêu đầu cơ ha, vào rất là tốt. Nhìn chung là cứ quy tắc thôi, lên chốt một phần rồi cầm tiếp, chặn lại cầm tiếp ha, cầm tiếp, nhường cho cái đạn sau cho các anh chị mình mua đuổi lên. Thì càng mua đuổi thì nó đẩy giá càng cao thì cái phần sau nó sẽ càng có lợi nhuận cao hơn. Đấy ha, người đi sau là xin lời cho người đi trước ha, nó là như thế. Rồi,
nhìn chung là tiếp tục cầm nắm ha, chặn cái phần còn lại, chặn lại ở dưới. Và đương nhiên là nó đánh thóp như thế này là không có điểm mua nữa đâu anh chị ha. Đấy, và cũng không có nên mua thêm trong những giai đoạn sau nha. Khi nào đẹp á, khi nào tích lũy này kia, còn nếu mà nó chạy tới, nó chạy nước rút luôn á, lên gần 30 luôn á, thì lúc đấy anh chị mình cứ cầm thôi anh chị ha, lưu ý vấn đề này. Rồi tiếp theo là Techcombank. Đấy, Techcombank hôm nay có tiền vào đánh nè, những cái con như thế này là có tiền vào đánh nè. À, những con như thế này là thật sự có tiền vào đánh nè, nó không phải kiểu hồi kỹ thuật nè. Hồi kỹ thuật nè, vôn không đạt, hồi mà vôn không đạt ha, có đánh nè, có tiền đánh nè, nè con này là vôn không đạt nè, vôn không đạt nè, này là vôn hồi thôi, liên việt là vôn hồi thôi. Nhưng mà liên việt nó có hồi như thế này thì cũng chặn lại tiếp chứ cũng không có mua mới gì được cả ha. MBB nè, MB như thế này là chỉ là hồi thôi chứ không phải là có tiền đánh ha, có tiền đánh nè. 60 triệu cổ phiếu là có tiền đánh thiệt nè. 60 triệu rất là lớn anh chị ha. Nè, Techcombank có tiền đánh thiệt nè. Đấy, những con như thế này là những con dẫn dắt vừa đi hồi nè. Và thật sự là có tiền lớn họ vô họ kéo thiệt, chứ không phải là anh chị mình FOMO. Không có nhà tư nhỏ lẻ nào FOMO được nhiều vậy hết anh chị ha. Thành ra những cái con như thế này thì nhìn chung là tiếp tục cầm nắm thôi, đúng không ạ? Thì em quy tắc em đã ra trước cho anh chị mình rồi ha. Lên đây chốt miếng, đây chốt miếng, đây cầm tiếp. Đấy, cứ như thế, càng lên càng chốt ha. Dạ rồi. Tiếp theo, TB nè. TB hôm nay là hồi biên độ thì lớn nhưng vôn không đạt lắm, vôn yếu nè. À, nhìn chung nó trả lại cái cây ngày hôm nay thôi. Đây là những cơ hội cho anh chị mình hôm qua chốt được thì hôm nay chốt, hoặc là ngày mai chốt. Lưu ý ha, những con như thế này nó chạy thêm vài cây nữa anh chị lo chốt đi. Mất công nó vòng lại á, anh chị lưu ý ha. Rồi, tiếp theo, Vietcombank vẫn tích lũy nè, nói chung trụ thì nó không ảnh hưởng gì trong phiên ngày hôm nay đó. Nè, con này nè. Nè, những con này vẫn là quy tắc cũ đúng không? Vôn rất là to nhưng mà giá lại không có tăng nhiều. Mỗi ngày nó chỉ lên đâu đó khoảng tầm từ 1 đến 2% thôi. Đây là những điển hình của sự phân phối. Thành ra anh chị mình cứ tiếp tục chặn lãi nha. À, nếu anh chị mình muốn bán gần đỉnh thì anh chị cứ chặn lãi và dời lên. Chứ tuyệt đối là không có mua mới nha. Khi những vùng trên cao này chỉ cần kẹp hàng đúng một cái T cộng 3 mà nó xả một cây một cái là coi như là chắc chắn là anh chị lỗ rất là nặng. À, lưu ý nha. Thành ra là cứ tiếp tục dời lên và chặn lãi tiếp. Và tuyệt đối không tham gia, lưu ý ha. Đấy là dòng ngân hàng. Nhìn chung dòng ngân hàng hôm nay là dòng tiền thật sự vào đánh, hồi rất là tốt, là dòng dẫn dắt vào đi mình hồi phục lên ha. Thì nhưng nhìn chung thì em cũng có chia sẻ rồi trong video trước luôn, là nó phù hợp cho cái việc anh chị cầm nắm thôi, cũng không còn điểm mua cho anh chị nhiều đâu ha. Nếu mà tích lũy lại thì mới đạt, còn nếu kéo lên, nếu mà nó hồi nhanh mà nó kéo luôn như thế này thì cứ cầm tiếp. Khi nào nó linh xinh chán nản thì mới là mua ha. Mua khi bà con chán nản, còn hưng phấn là canh bán nha. Không có mua theo những sự hưng phấn của thị trường, mà phải tận dụng những sự hưng phấn để chốt lại. Lưu ý ha, đó là dòng băng. Rồi, tiếp theo là dòng dầu khí. Đây là những dòng tiềm năng đúng không? Dòng tiền bây giờ anh chị chú ý em, dòng dầu khí và dòng xây dựng bất động sản. Hai dòng này là dòng rất tiềm năng trong giai đoạn sau. Đấy, em có chia sẻ video trước đúng không? Đây là liên tục nâng đáy đi lên và tích lũy như này là những cái biên độ. Khi mà đạt đủ những điều kiện thì sẽ gia tăng thêm một đợt nữa để đánh cái nhịp đánh vượt. Tại vì sao bây giờ nó lên được 22 mấy, nó gần 23 rồi, kháng cự của nó là 23.2, 23.5. Ha, những vùng như thế này mà áp lực bán nè, không có nhiều. Chứng tỏ là cái độ rũ bỏ ở đây nó đã thành công. Thì đây là những cái nhịp tích lũy như thế này á, là những cái cơ hội để anh chị mình gom. Ha, có những điểm gom và gom nhịp cuối là đánh vượt. Đấy, những con như thế này là ok nè. Thì em có nói rồi, mong nguyên cái đoạn trước dầu khí nó có đánh đâu. Đây là mô hình tích lũy nền tảng nè, gãy nền vũ nè. Đúng không? Xây dựng thì nền đi lên lại nè. Đấy, cứ như thế. Ha, những dòng như này rất tiềm năng nè. BVS nè. Và nếu đánh thì cứ tập trung đánh BVS hoặc là BLX nè. Nè, BLX cũng vậy nè, bước lên tích lũy lại nè, bước tiếp nè, đúng không? Nè, bước lên tích lũy nè, đó, gas. Đánh ba con này thôi, những con kia đừng có đánh ha. BSR đồ nè. Những con này thanh khoản thì nó hơi yếu ha. À nè. Thứ nhất nè, lỏng lẻo quá. Ha, lỏng lẻo quá, không đủ điều kiện. Vôn nè, vôn không đạt. Nha. BVD nè, hồi không có vôn nè. Ha, hồi không có vôn. Đấy, BVS nè, lên chặt chẽ nè, có vôn nè. Có vôn nè, test lại ít vôn thấp nè, bật lên có vôn nè, hấp thụ nè, đó, nó đánh bài bản hơn, thành ra những con như này mình đánh chú ý nhiều hơn ha. BVS nè, BLX nè, GAT nè, ha, lưu ý ba này thôi. Rồi, tiếp theo là dòng phân bón ha. Phân bón nhìn chung đó, em có nói video trước đúng không? DGC nó cứ lên vài cây nữa bán là vừa. Rồi, con này nổ nè, mà nổ không có vôn. Mặc dù nổ được nhưng mà không có vôn như thế này không đạt ha. Một nền tích lũy mà bứt phá mà vôn không đạt như này khả năng á nó dễ bị test lại lắm.
hoặc là nó cùng lắm nó chạy thêm được cây nữa, nó lên nó gặp cái vùng này là kháng cự mạnh của nó nè, là nó sẽ yếu tố lại. À, thành ra con này đừng có mua sớm. À, ví dụ như á, là nó bật lên mà vô nó cao như thế này nè thì an toàn ha, cái dư địa đạn sao nó có. Còn nếu mà bật lên như thế này á, mà vô bé tí như thế này, khả năng là gì nó sẽ retest lại ha, đừng có mua sớm. Nè con này là không hồi luôn, nhìn chung chưa cân bằng đâu, dòng phân chưa có an toàn nên chị mình tham gia đâu anh chị ha. Rồi tiếp theo là dòng chứng khoán nè, này là hồi phục theo thị trường thôi nè, nè hồi phục theo thôi. Nói chung là hôm qua nó xả nhiều như thế này, hôm nay nó hồi lên tí nha, chưa chưa nói lên được điều gì đâu. Mà do là anh chị trong khách hàng em mà cũng nói chung là cứ quanh 25 là hạ bớt một phần rồi, thành ra là không có áp lực gì hết ha, phần còn lại đang phần hòa vốn, thành ra là gì cứ tích lũy đây vài phiên nữa thì nó ok thì gia tăng đánh, còn nếu không thì hạ hết ha. Mình phải coi cái sự vận động trên này nè, nhìn chung á họ đánh lên như thế này rồi khả năng họ test về nó sẽ không có đâu, em nghĩ là họ phải test trong ngày hôm nay kìa. Còn nếu mà họ giật lên như thế này rồi nhìn chung á hồi như thế này thì họ sẽ giữ trên đây ha, nhưng mà giữ á, phải giữ nhiều phiên anh chị, kháng cự này dài lắm, phải giữ vài phiên mới đánh chứ nhiêu đây tiền chưa có đủ đâu. À nè, với cái lượng vốn rất là lớn ở đây á, thì ít nhất á, nếu mà cây vốn một cây á, thì ít nhất nó phải 40 triệu cổ phiếu nó mới đủ. Còn nếu mà cây vốn như thế này là mới 22 triệu cổ phiếu nó không đủ đâu. Nó phải tích lũy vài phiên đây là nó nổ thêm một cây nữa thì nó mới đạt tiêu chuẩn để đánh vượt ha. Thành ra đó chính là lý do tại sao mà mình cân đối vốn với con này nó là như vậy đó. Nó hồi như thế này chưa đủ điều kiện đâu, nó tích lũy lại ha. Thành ra anh chị cứ canh. Đấy, SHF như vậy nè, anh chị nào xem video trên kênh YouTube á, anh chị nào chưa hạ thì anh chị cũng canh ha. Nếu mà mình áp lực về margin mình nhiều mà mình cầm con này thì mình hạ bớt ha, còn nếu anh chị cầm tiền thịt thì thôi không vấn đề gì, bình thường anh chị nha. Rồi SHS nè cũng vậy luôn ha, cứ hồi lên đó khoảng tầm 30 á là vùng đấy, vùng là sẽ có áp lực bán, nên anh chị canh hạ bớt anh chị ha. Rồi MBS nè, đấy kháng cự nè, nhưng mà con này thứ nhất là gì nó gãy không có sâu và nó hồi lên nó hồi nhanh, thành ra gì khả năng là gì con này nó tích lũy ở đây nó sẽ nhanh hơn hai con kia và quá trình nó đánh lên nó sẽ lẹ hơn ha. Nè con này lên tiếp nè, nhưng mà lên vô yếu à, hôm nay hồi tốt á, biên độ giá nhưng mà vô bắt đầu yếu rồi nè ha, cho nên nhớ chặn lại con này anh chị nha, nhớ chặn lại, nếu mua được giá dưới thì cứ chặn ở dưới để tránh nó bị vòng về nhanh, nó bị mất lãi của mình nha. Bắt đầu những cái lực tăng mà ngày càng yếu như thế này rồi á là mình canh mình ra dần trên đường đi nha. Cái đó là chủ động của anh chị thôi, anh chị đặt cái mức nào anh chị thỏa mãn. Rồi VCI vượt đỉnh rồi thì không nói ha, những con yếu này thì em không đề cập, HCM hồi không có vol nè. À, nhưng mà cái kháng cự của HCM nó lại như thế nào, kháng cự nó mỏng, kháng cự nó có một hai cây à ha, mà kháng cự đang nguyên một vùng luôn nè, một vùng luôn đúng không. HCM nó chỉ là kháng cự hai cái phiên này thôi, thành ra gì cái kháng cự như này khả năng nó đánh bút nó sẽ nhanh hơn hai con kia, nó là như thế anh chị ha. Rồi tiếp theo là dòng mà bán lẻ nè, Masan trả điểm nè, rất là tốt đúng không, mai là hàng em về em mua cây này là em mua giá 98 đúng không, T0 T1 T2 ngày mai T3. À, ngày mai hàng về mà nếu lên tới tận kháng cự này mà không bị bán nha, mà giữ tốt nha, và thêm phiên kế tiếp nữa tích lũy nữa em sẽ cho mua thêm ở trên này, à, để đánh nhịp đánh vượt anh chị nha. Còn nếu mà những cái xuống trên đây mà xuất hiện áp lực bán này kia thì mình chốt lãi luôn, coi như mình ăn từ đây cho tới lên tới đây là mình ăn khoảng tầm 10% ha, để em trừ hao thôi, nhiều khi không có bán được giá cao thì lình xình đây là khoảng tầm từ 10 đến 11% lợi nhuận trong vòng T cộng 3, khá là ok đấy mà san ha. Đấy lưu ý, còn nếu trên đây thật sự nha nó neo lại mà nó giữ tốt á, canh mua thêm, tại vì kháng cự đây nó có hai phiên à, nếu như nó giữ đẹp vô nó đạt mua thêm, tại vì sao xác xác nhận đánh vượt mua thêm anh chị à, lưu ý con này. Rồi những con chủ khác thì lại không có những yếu tố tích lũy, à, không có những yếu tố bứt phá và vô vào và vẫn đang tiếp tục tích lũy, nó không có giống như Masan và FPT ha. FPT nhìn chung nó bứt cây này lên, hôm nay test lại hồi lên bình thường. À, con này thì cũng giống mấy con dòng băng á, phù hợp cho việc cầm tiếp, cũng không có mua gia tăng, cũng không có mua mới gì đây cả ha, chỉ là cầm cho nó kéo lên tiếp chốt lãi thôi, lưu ý vấn đề này. Rồi thép nè, thép nha, hôm nay chỉ có con một mình con Hòa Phát hồi tốt thôi, còn con Hoa Sen và con Nam Kim thì có vẻ như hồi không được tốt lắm, hồi biên độ khá là yếu ha,
gọi là ăn theo thôi. Chứ thật sự Hòa Phát hôm nay là có tiền vào đỡ nè. Ha, volume như thế này rất là đạt. Đây là tiền vào đỡ nè, còn hai con này là gọi là ăn theo thôi. Ha. Nhìn chung là Hòa Phát thì nếu nó tiếp tục nó hồi tiếp nó đánh vượt tiếp á thì anh chị tiếp tục chặn lãi cho em. Dời cái mức mới đâu đó khoảng tầm 61 nha. Ừ. Đấy, chưa thủng thì chưa bán. Thủng thì bán. Bữa em có chia sẻ là nếu là em bán bớt giá 60 đúng không? Ừ, thì nhìn chung là em chốt ở đây rồi. Ha, lên tới đây thì nếu em còn hàng em sẽ chặn. Nhưng hiện tại là room khách hàng của em là cũng chốt hết con này rồi. Ha, cũng không còn cầm nữa. Còn đương nhiên là nó kéo lên tiếp như thế này thì nhìn chung là nó sẽ không mua mới lại được. Thành ra là gì, nó cứ đoạn sau này em sẽ nhường lại cho anh chị nhà tư khác nha. Rồi, ok. Tiếp theo, đây là dòng anh chị mình nên chú ý nè. Ha, đít nè, đẹp chưa? Hai đáy nè, tích lũy nè. Ha, con này sẽ có điểm mua thêm. Đó, đất xanh nè, đất xanh tiệm cận kháng cự rồi nè. Vài phiên nữa là mua được nha. Rồi, tiếp theo con những con khác thì sao, bắt đầu tạo đáy nè. CTD nè, BBT nè, con này hồi có vôn, con này vôn nó bao cung lắm, con này thanh khoản bé lắm, anh chị đừng có quan tâm. Thanh khoản có nhiều đây, có mấy chục ngàn à, này là nội bộ họ chơi chứ đâu bao nhiêu tiền. Ha, rồi Long Điền, tạo đáy nè, ha, rồi con mấy con bất động sản khác là con gì, con KDH nè, con KDH đẹp nè. Bước lên tích lũy vôn cạn nè, con này anh chị mình chú ý nha, lưu vào danh sách chú ý. Tết cung nè, khả năng rất lớn là vài phiên nữa con này chạy nè. Ha, chú ý con này ha, KDH. Rồi, Nam Long. Đó, Nam Long đánh giống KDH nè. Anh chị thấy mẫu hình giống không? Tích lũy nền dài nè. Bước lên nè, tích lũy nè, vôn cạn nè. Nè, vôn cạn nè. Bước tiếp nè. Ha, rồi, quay lại con KDH. Giống không? Bò xuống, bước lên, tích lũy. Thậm chí con này an toàn tích lũy hai nền luôn. Một nền này, một nền trên nữa. Ha, đây là những yếu tố điểm mua nè, lưu ý con này ha. Rồi, tặng anh chị xem video. Rồi, tiếp theo bảo hiểm tạo đáy nè, thấy không? Đấy, giữ đây vài phiên nè, chỉ cần T cộng 3 của cái phiên này mà nó không bị bán thôi là xác nhận tạo đáy thành công nha. Đó, trước sau gì cũng nổ. Tết cung nè, nô sụp tết cung nè, tết cung nè, vôn cạn nè, tích lũy nè, kháng cự nè. Đấy, con này vài phiên nữa nổ nha, anh chị cứ bình tĩnh nếu anh chị nào có cầm con này. Rồi, cản Gamma Des này, con này vượt nè, con này đánh vô hình giống như con DG đó đấy, nhưng mà do là gì, tiền nó vô trước, nó gặp kháng cự trước thành ra nó đánh trước, khi mà bứt thoát rồi á là không còn cản nữa thì nó sẽ bay lên như thế này ha. Cho nên là mình có, em nhìn được cái dòng tiền và em kỳ vọng được ở cái dòng xây dựng là nó đang có những cái mẫu hình đánh giống như con Gamma Des này, lưu ý ha. Rồi, tiếp theo là những con dòng Viettel sao, VG tạo đáy chưa, đấy nè, đang dần dần tích lũy đáy lại nè. Nhưng mà con này đừng có mua vội, tại vì nếu mà nó tích lũy như này nó lâu lên lắm, nha, mất thời gian nó mới lên lại được. Nó, khi nào có tiền xác nhận đi hãy đánh nha, đừng có vào sớm. TNG nè, hồi nè. Đấy, vài phiên nữa con này đánh nè. Con này siết cái nền đẹp quá. Gì ha? Rồi nhà Vinh thì đây, VRE nè. Vôn hôm nay rất bé luôn. Khả năng ngày mai con này chạy nha, vôn bé quá rồi. Ha. Khả năng ngày mai con này nổ nè. Trụ thì vẫn tích lũy thôi, không khác gì ha. Rồi, xem Vinamilk như thế nào ha. Mỗi con mà anh chị mình rất là quan tâm, ai cũng muốn xem Vinamilk như thế nào cả. Đấy, đẹp chưa? Gáp đao hồi lên nè, vôn bé nè. T0, T1, T2. Ngày mai là T+3 của phiên đua lệnh của Vinamilk. Đấy, nếu như ngày mai mà nó giữ được quanh cái giá đâu đó khoảng tầm trên 89 ha, quanh từ 89.2.3 trở lên như thế này nè, nói chung là quanh một cái biên độ như thế này nè, đấy, đây là những cái điểm mà rất là dễ trong những phiên kế tiếp là Vinamilk nó sẽ hình thành xong cái đáy của nó và nó thành công. À, nó có thêm một cái cây tiền vào ở đây nữa, một cây nữa thôi, và nó bứt lên khoảng cái chỗ này nè, đó là Vinamilk vào sóng nha. Sắp đẹp rồi đó anh chị, cứ chờ thêm vài phiên đi. À, mà đừng có chờ vài phiên nha, chứ không phải là mai vô liền nha, bình tĩnh nha. À, cứ chờ vài phiên, nó dần dần nó đẹp rồi đấy. Vô nó bé dần, nó đâu còn những cái yếu tố mà nó bán xuống như là trong giai đoạn này nữa đâu. Đúng không? Có những giai đoạn trước á, là Vinamilk nó lên xong mà nó giảm xuống trở lại, mà vô nó to dần đúng không? Nó giống như những cái phiên như thế này nè. Ha, thì cho nên những cái phiên ngày mai là phiên quyết định, để coi thật sự là cái này có phải đáy của Vinamilk hay không. Đó, cho nên là dù sao cũng phải chờ cho chắc ha, chờ từ 3 đến 5 phiên, 1, 2, 3 rồi
đúng không? Ngày mai phiên thứ ba rồi thì phiên thứ tư, thứ năm nữa là những cái điểm này có bùng nổ theo đà lại là mình bắt. Lưu ý ha. Đấy, đó là như thế. Đó là lưu ý những cái điểm bắt Vinamilk đó anh chị mình quan tâm nha. Rồi, nhìn chung là trụ thì vẫn tích lũy, như em có chia sẻ thôi, trụ bây giờ họ đánh họ sẽ tiếp tục tích lũy. Ha, tích lũy là đỡ rồi đó, họ không rủ là may rồi đó, nhưng mà tiếp tục tích lũy để chi? Để anh chị mình thật sự chán nản. Tại vì sao bây giờ hỏi 10 anh chị là anh chị mình chỉ nhìn vô dòng ngân hàng thôi. Dòng ngân hàng nó chạy quá ghê đi. Ai anh chị nào cũng khao khát là trong cái tài khoản của mình là phải sở hữu được một con ngân hàng nào đấy. Đúng không? Thành ra là gì, đây là những yếu tố đã đồ họ đang thành công trong vấn đề tạo tâm lý. Bây giờ là ai đi đâu ai ai cũng phải nhìn tới dòng ngân hàng hết. Đấy, đó là những yếu tố thu hút dòng tiền, đúng không ạ? À, anh chị cứ nhìn cái tâm lý của chính bản thân mình, anh chị sẽ suy ra được cái cách mà họ tạo tâm lý nó như thế nào. Bây giờ mà chỉ cần ai mà đu qua hết dòng băng cái là tới lúc nào đấy, đúng không? Những cái dòng trụ, những cái dòng khác nó sẽ nhẹ đi. À, nó rủ ra bớt. Đó, lúc đấy là nó cạn cung là nó sẽ kéo. Và dòng ngân hàng bây giờ anh chị thấy nó chạy một cái đoạn này, đúng không? Dòng ngân hàng mặc dù rất là đẹp, rất là tốt nhưng mà điểm mua không còn nữa nha. Ừ. Nó là như thế. Lưu ý ha. Đó chính là những cái yếu tố mà đội họ tạo ra. Và để ý em thêm hai dòng mid cap, đó là dòng bất động sản xây dựng và dòng dầu khí nha. Đây là những cái dòng mà em đang nhắm tới. Dòng này là sắp tới ha, em sẽ chuẩn bị. À, dòng ngân hàng em không mua thêm đâu. Dạ, yeah, canh chốt thôi. Dạ rồi. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều dành thời gian tối nay xem video của em anh chị ha. Đấy. Có nhiều anh chị lo là ngày mai lỡ nó mở gấp úp nữa không em? Nó mở gấp úp mà nó chỉnh xuống giống như cái bữa này nè, nó lên chỉnh đó nè. À, thì nhìn chung là gì, nếu anh chị mình cầm những cái vùng giá tốt, cầm đúng tiêu chuẩn, không mua đuổi, không có bị thị trường nó xoay vòng quá nhiều. Có nhiều anh chị cứ giảm là bán mà hút lên lại là đuôi vô lại. Cứ mua bán liên tục vậy đó. À, tâm lý của anh chị bị cái độ họ xoay. À, thì làm như vậy thì nó rất là khó. T cộng 3 hàng mình mới về. Cực kỳ khó xử lý. Ha. Ví dụ như phiên ngày hôm qua giảm là anh chị cứ ngồi im đừng có bán gì đó. Bình thường thôi. Ha, hạ ở trên thôi, còn nó đạp tới chiều nó đạp xuống dưới thì thôi cầm, ngày mai nó hồi lên tiếp là canh xử lý nữa. Nó là như thế ha, đừng có bị say theo tâm lý thị trường quá nhiều là ok. Còn bây giờ mai nó có lắc tiếp đi chăng nữa thì nó cũng vậy thôi ha. Những cái dòng mà đạt những yếu tố ở dưới tích lũy nền này kia, những con nó vẫn chạy bình thường anh chị, nó không có bị ảnh hưởng gì mấy đâu ha. Do anh chị mình mua đuổi dòng băng á, thành ra anh chị mới sợ chỉnh thôi, chứ nếu dòng băng của anh chị giá vốn nằm tuốt ở dưới thì sợ chỉnh gì. À, nói thật á, dòng băng mà nếu mà thật sự nha, đội họ chỉnh về nền dưới là chỉnh là bị lực cầu nó bắt lên á. À, người ta chờ mà, người ta mua không kịp, người ta chờ xuống đây người ta mua mà dễ gì đội cho mua, đúng không? Thành ra là họ phải kéo tiếp, nó là như thế ha. Đã gọi là phân phối, kéo để phân phối, kéo để ép anh chị mình mua ở những vùng giá rất cao, thì đó mới là những cái ý đồ nè. Giống như Techcombank nè, ai cũng chờ, ai cũng nói là Techcombank lắp cái gap này là mua nè em. Đội nó có cho chị cơ hội đó không? Sao có được? Khó lắm anh chị. Nếu mà nó gãy về đây là nó bể dĩa luôn á. Ha, nó gãy về đây là nó tích lũy lại ở đây là nó mới chạy tiếp. Nó sẽ mất thời gian rất là lâu nó mới chạy tiếp. Nó giống đoạn này nè. Đây nè. Nó lên không ai mua kịp hết. Đội gãy một cái nè. Xong nó tích lũy nè. Đúng không? Xong mới nổ tiếp nè. Nếu mà nó gãy nó sẽ mất thời gian anh chị ha. Còn nếu mà đã giữ như thế này rồi là không bao giờ có chuyện gãy xuống đâu. Đấy, thành ra những con như thế này là nó chạy khoảng tầm vài phiên nữa thôi ha. Thì mua nó không có kịp tê đâu anh chị, cứ cầm nha. Mình đừng có thấy hai con này nó hot quá, nó hu hút tiền quá mình đu vào nha, rất là nguy hiểm. Rồi, mà mình hãy để cái sự quan tâm của mình ở những dòng khác. Đấy ha, đừng chú ý dòng băng quá nhiều ở thời điểm hiện tại nữa. Tại vì nó không còn nữa nha, lưu ý nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn các chị rất là nhiều ha. Ngày nay em tối nay xem video của em, những thông tin liệt em dưới phần mô tả. Anh chị có thể theo dõi và anh chị có thể đăng ký khóa học. Anh chị ha, dạ rồi, em xin cảm ơn các chị rất là nhiều.